Kính thưa các anh chị, hôm nay SmartLock muốn chia sẻ một ý tưởng để góp phần giảm được chi phí logistics cho hoạt động giao hàng siêu thị. Chúng ta đều biết với cái cuộc sống hiện đại ngày nay, vai trò của siêu thị là rất lớn. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có khoảng hơn 150 siêu thị, bao gồm đầy đủ các thương hiệu lớn nhỏ, Mega Market, Big C, Co-op-mart, Aeon, Lotte, E-mart, vân vân. Và song song với sự phát triển của siêu thị là cái nỗi nhọc nhằn khi mà các cái nhà xe phải cố gắng sắp xếp việc giao hàng một chuyến xe được 5-7 điểm cho các siêu thị khác nhau. Các vấn đề đang gặp hiện nay đối với việc giao hàng siêu thị đó là tài xế khi đi giao hàng phải kiểm đếm thủ công khi lên hàng cho từng siêu thị để giao nhiều điểm. Thứ hai, khi đến từng siêu thị, tài xế phải xếp hàng để chờ đợi. Thứ ba, tài xế sẽ phải vất vả để ôm từng thùng hàng, chất lên chiếc xe đẩy, đẩy vào tận kho và chất lên pallet của siêu thị. Làm cách nào chúng ta có thể giảm được cái sự lãng phí này? Chúng tôi có giải pháp. Và giải pháp này đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên liên quan. Cụ thể, chúng ta hình dung nhà sản xuất là Procter & Gamble hôm nay nhận được đơn của 30 siêu thị khác nhau. Thay vì phải order 10 chuyến xe tải khác nhau để giao trung bình một chiếc xe là 3 điểm, Procter & Gamble sẽ gom tổng cộng số lượng đơn hàng giao cho 30 siêu thị vào thành một chuyến xe. Xe đó khoảng 15 đến khoảng 30 tấn. Chiếc xe đã được đưa về một cái kho trung chuyển ở một vị trí rất thuận tiện. Tại kho trung chuyển này, hàng hóa sẽ được soạn ra trộn chung với hàng hóa của các nhà sản xuất tương đồng khác và cho lên một chiếc xe tải. Và một chiếc xe tải thay vì phải đi nhiều siêu thị khác nhau, chiếc xe tải thì chỉ đi đến đúng một siêu thị, ví dụ Big C An Lạc, ví dụ Co-op-mart Đinh Tiên Hoàng. Tại đây, chiếc xe tải sẽ giao hàng của 10 nhà cung cấp khác nhau cho siêu thị. Như vậy, nhân viên siêu thị chỉ nhận hàng một lần cho đúng 10 nhà cung cấp và việc kiểm đếm thực hiện được như quy trình bình thường hiện nay. Và với cái việc giảm được cái chi phí vận tải này sẽ bù đắp được cái chi phí cho việc vận chuyển, cho cái việc phải thao tác hàng hóa hai lần. Chúng tôi SmartLock đã có kinh nghiệm giao hàng cho Big C, làm kho trung tâm cho Vinmart và Vinmart cộng. Chúng tôi có những đối tác đã có nhiều kinh nghiệm giao hàng cho các siêu thị khác và mô hình này cũng không phải là quá mới. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần có sự hợp tác của các nhà sản xuất, của các siêu thị. Về phía dịch vụ logistics, hiện nay chúng tôi đã có được sự đồng hành của các doanh nghiệp về kho vận như Duy Hưng Logistics, Trasas, Newland DJ, Giao Hàng Nhanh Logistics, Thái Bình Xuân Logistics. Về phía vận tải, chúng tôi có được sự hợp tác của HD Fresh, của Trasas, của Newland, của ABA Kuntrans, của Bình Minh Tải, của Germadev Logistics. Và SmartLock sẽ cung cấp cái giải pháp phần mềm để cho cả nhà sản xuất và siêu thị cùng thấy được cái lịch trình phải giao hàng cho siêu thị, cùng thấy được tình trạng giao hàng, và mỗi khi giao nhận, việc quét barcode sẽ giảm thiểu được cái vất vả của việc kiểm đếm thủ công hiện nay. Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức, sẽ hình thành một liên minh vận tải chuyên giao hàng cho siêu thị, và chúng ta sẽ họp mặt vào trung tuần tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận thật cụ thể giải pháp này tiết kiệm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân lực cho cả sàn sản xuất, cho siêu thị và cho cả công ty vận tải. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi cái sáng kiến của SmartLock.